Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có tờ trình số 476 ngày 19 tháng 5 năm 2023 về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình năm 2023 kèm theo dự thảo nghị quyết và 4 phụ lục gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội tờ trình tóm tắt như sau. Một lớn về tình hình lập triển khai thực hiện chương trình từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy Quốc hội khóa 15 bắt đầu nhiệm kỳ mới với rất nhiều áp lực, khó khăn. Năm đầu nhiệm kỳ là thời gian đại dịch COVID-19, có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, hoạt động của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Sang năm 2022, đại dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, kinh tế xã hội phục hồi và lấy lại đà phát triển, nhưng vẫn còn rất nhiều khó khăn do hậu quả của dịch bệnh, cũng như tác động bởi diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực. Đây cũng là năm trọng tâm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 13, chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội. Bên cạnh đó, nhiều yêu cầu thực tiễn phát sinh đòi hỏi phải kịp thời giải quyết, số lượng dự án luật, dự thảo nghị quyết phải xem xét, thông qua nhiều, trong đó có những dự án lớn, phức tạp, tác động sâu rộng nhiều mặt đến đời sống kinh tế xã hội, thu hút sự quan tâm của dư luận, cử tri và nhân dân. Trong bối cảnh đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ cùng các cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị đã không ngừng nỗ lực, tích cực, chủ động, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, có nhiều cải tiến đổi mới thiết thực trong công tác lập và thực hiện chương trình để vừa thích ứng linh hoạt với tình hình, vượt qua khó khăn, vừa hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp để ra đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Cụ thể, thứ nhất, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng đoàn Quốc hội đã khẩn trương chỉ đạo xây dựng, trình Bộ Chính trị xem xét thông qua kết luận số 19, đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kịp thời ban hành kế hoạch số 81, làm cơ sở quan trọng cho các cơ quan tổ chức chủ động trong việc nghiên cứu, rà soát, đề xuất các dự án đưa vào chương trình. Trên cơ sở đó, việc lập và triển khai thực hiện chương trình hàng năm đã quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại kết luận số 19 của Bộ Chính trị, bám sát kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua vừa bảo đảm tính đồng bộ, hệ thống, thể hiện tinh thần lập pháp chủ động, vừa kịp thời phúc đáp yêu cầu của thực tiễn, nhất là những vấn đề đặt ra phát sinh trong và sau đại dịch COVID-19. Điều đó được thể hiện rõ nét qua kết quả hoạt động lập pháp trong nửa đầu nhiệm kỳ với những dấu ấn nổi bật là Quốc hội đã thông qua nghị quyết số 30 ngay tại kỳ họp đầu tiên, đáp ứng yêu cầu đặc biệt cấp bách về phòng chống đại dịch COVID-19, ban hành một loạt sửa chín luật để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, tạo sự chủ động cho chính phủ và chính quyền địa phương, thông qua các đạo luật để tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa xã hội, tăng cường bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thứ hai, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác lập pháp. Trước tác động của đại dịch COVID-19, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã chủ động, linh hoạt đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức các kỳ họp, phiên họp, hội nghị hội thảo trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp, các kỳ họp, phiên họp bất thường để kịp thời thẩm tra, cho ý kiến, tiếp thu, chỉnh lý, xem xét thông qua các dự án luật, dự thảo nghị quyết, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Chủ tịch Quốc hội, các phó chủ tịch Quốc hội chỉ đạo sát sao, trực tiếp chủ trì nhiều cuộc làm việc với tinh thần vào cuộc từ sớm, từ xa để xem xét tình hình chuẩn bị, chỉ đạo công tác thẩm tra, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án, nhất là cho ý kiến về những định hướng lớn, xử lý những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, đặt ra các yêu cầu nội dung phải đạt được đối với từng dự án trước khi báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tăng cường chỉ đạo hoạt động lập pháp theo hướng chú trọng chất lượng, hiệu quả, bám sát yêu cầu thực tiễn, tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề pháp luật để cho ý kiến kỹ lưỡng về các dự án dự thảo, tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để lấy ý kiến, hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội thông qua. Thứ ba, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, các chủ thể khác trong quy trình lập pháp tiếp tục tăng cường trách nhiệm, dành nhiều sự quan tâm cho công tác xây dựng thể chế, công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Ngoài phiên họp thường kỳ, Chính phủ tổ chức nhiều phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, hội nghị về công tác xây dựng hoàn thiện thể chế. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao việc thực hiện các nhiệm vụ lập pháp,
quyết liệt triển khai công tác rà soát, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sửa đổi bổ sung, bãi bỏ hoặc xử lý theo thẩm quyền các văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo, không còn phù hợp. Kịp thời đề xuất bổ sung vào chương trình các dự án nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn thi hành. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh hoạt động phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến, hoàn thiện các dự án luật nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật. Thứ tư, Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội có nhiều đổi mới trong phương thức hoạt động, chủ động tiếp cận hồ sơ sớm ngay từ khâu lập, đề nghị, tham gia tổng kết, khảo sát thực tiễn với cơ quan chủ trì soạn thảo, phối hợp với Viện Nghiên cứu Lập pháp, tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm để tham vấn chuyên gia, nhà khoa học, lấy ý kiến các tổ chức, các đối tượng chịu sự tác động, nắm bắt các vấn đề thực tiễn, phục vụ công tác thẩm tra, chỉnh lý dự án, dự thảo. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lập và thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh vẫn còn một số hạn chế bất cập, như việc chuẩn bị một số dự án luật, dự thảo nghị quyết chưa bảo đảm chất lượng, chưa đầy đủ hồ sơ theo quy định, không bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Việc gửi hồ sơ dự án, dự thảo đến cơ quan thẩm tra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội không ít trường hợp chưa bảo đảm thời gian theo quy định. Tính dự báo gối đầu của chương trình còn thấp. Những hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do tổ chức thực hiện chưa tốt, kỷ luật kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật chưa nghiêm. Hai lớn, về dự kiến chương trình năm 2024, điều chỉnh chương trình năm 2023. Một, về quá trình lập dự kiến chương trình. Đối với dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình năm 2023, hồ sơ đề nghị của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí được chuẩn bị cơ bản đáp ứng yêu cầu của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bao gồm các tờ trình, báo cáo, bản điện tử hồ sơ chi tiết của từng dự án kèm theo với tổng số 10.256 trang và đã được Văn phòng Quốc hội đưa lên phần mềm trên iPad của đại biểu Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận, thận trọng, kỹ lưỡng đối với từng đề nghị trên cơ sở hồ sơ của các cơ quan đại biểu Quốc hội trình, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm tính khả thi của chương trình sát với yêu cầu thực tiễn để trình Quốc hội xem xét quyết định. Hai, về quan điểm định hướng lập chương trình năm 2024, điều chỉnh chương trình năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị việc lập chương trình năm 2024, điều chỉnh chương trình năm 2023 cần bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời cần quán triệt một số quan điểm định hướng cơ bản sau đây. Ưu tiên đưa vào chương trình các dự án nhằm kịp thời triển khai thực hiện văn kiện Đại hội 13 của Đảng, đề án định hướng chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, tiếp tục cụ thể hóa hiến pháp, thực hiện các cam kết quốc tế, bảo đảm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc bất cập, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Hai, việc đưa các dự án vào chương trình phải tính đến đặc thù hoạt động của Quốc hội, quỹ thời gian, nguồn lực, khối lượng công việc thực hiện tại mỗi kỳ họp, chú ý đến khả năng của các cơ quan chủ trì soạn thảo, chủ trì thẩm tra, đặc biệt coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng, chú trọng tính gối đầu của chương trình để sắp xếp số lượng dự án cho phù hợp. Ba là không bổ sung dự án vào chương trình ở thời điểm sát kỳ họp Quốc hội, trừ trường hợp thực sự cấp thiết do yêu cầu của thực tiễn để triển khai thực hiện nhiệm vụ lập pháp đã đề ra trong đề án định hướng hoặc theo yêu cầu trong nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng mới được ban hành. Những vấn đề cấp bách đã chín đã rõ, được thực tiễn chứng minh và có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành luật, điều chỉnh để bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật. Những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết nhưng là vấn đề mới, chưa được kiểm nghiệm trong thực tiễn, chưa đạt sự đồng thuận cao thì tiếp tục nghiên cứu, làm rõ để đề xuất hoặc thực hiện thí điểm. Ba, về các dự án cụ thể. Thứ nhất, về việc điều chỉnh chương trình năm 2023 theo thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để xử lý các vấn đề thực tiễn phát sinh, kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng trong các văn bản mới, bảo đảm thời gian cho các cơ quan kịp thời chuẩn bị hồ sơ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, thực hiện quy định tại Điều 51 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết định bổ sung vào chương trình năm 2023 các dự án luật, dự thảo nghị quyết sau đây. Trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 5 theo quy trình tại một kỳ họp đối với hai dự án luật, ba dự thảo nghị quyết, bao gồm: một, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Công an Nhân dân; hai, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Thứ ba là nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tư, nghị quyết của Quốc hội sửa đổi nghị quyết số 85 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Và thứ năm là nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng. Riêng nội dung cuối thì dự kiến sẽ đưa vào nghị quyết kỳ họp thứ năm của Quốc hội. Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm và thông qua tại kỳ họp thứ sáu đối với hai dự án luật bao gồm luật căn cước công dân sửa đổi và luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Hai, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo và đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh chương trình năm 2023 như sau. Một, bổ sung 4 dự án luật bao gồm 1. Luật công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp. 2. Luật thủ đô sửa đổi. 3. Luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Và 4. Là luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản vào chương trình năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và thông qua tại kỳ họp thứ 7. 2. Bổ sung dự án pháp lệnh chi phí tố tụng vào chương trình năm 2023. 3. Đối với 3 dự án luật đã được Quốc hội khóa 14 cho ý kiến, bao gồm 1. Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. 2. Luật đường bộ. 3. Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Chính phủ đề nghị bổ sung vào chương trình năm 2023 và trình hồ sơ và đã trình hồ sơ đầy đủ của 3 dự án luật. Tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 4 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét việc đề nghị Quốc hội cho bổ sung vào chương trình năm 2023 đối với 3 dự án luật và nhận thấy Chính phủ đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, ý kiến của các cơ quan hữu quan và ý kiến của đại biểu Quốc hội khóa 14, làm rõ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, sự cần thiết ban hành và nội dung chính của 3 dự án luật. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung 3 dự án luật này vào chương trình năm 2023 và thống nhất với đề xuất của Chính phủ, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5, thông qua tại kỳ họp thứ 6 đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Về tiến độ trình Quốc hội, hai dự án, luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trên cơ sở cân đối số lượng các dự án luật thuộc lĩnh vực quốc phòng an ninh dự kiến trình Quốc hội trong năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ báo cáo Quốc hội cho đưa vào chương trình để trình Quốc hội cho ý kiến về hai dự án luật này tại kỳ họp thứ 6 và thông qua tại kỳ họp thứ 7. Trường hợp các dự án được chuẩn bị tốt, qua thảo luận tại Quốc hội đạt sự đồng thuận cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo Quốc hội đẩy nhanh tiến độ để thông qua ngay tại kỳ họp thứ 6. 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin báo cáo và đề nghị Quốc hội xem xét quyết định chương trình năm 2024 như sau. 1. Trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 đối với 10 dự án, trong đó có 8 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6, bao gồm 1. Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, 2. Luật Lưu trữ sửa đổi, 3. Luật Công nghiệp Quốc phòng An ninh và Động viên Công nghiệp, 4. Luật Đường bộ, 5. Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ, 6. Luật Thủ đô sửa đổi, 7. Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân sửa đổi, 8. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản và 2 dự án trình Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình tại một kỳ họp tại kỳ họp thứ 7, bao gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ và nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025 và điều chỉnh chương trình năm 2024 nếu có. Trong đó, đối với dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cảnh vệ, trên cơ sở xem xét thứ tự ưu tiên, cân đối số lượng các dự án bổ sung vào chương trình năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đưa dự án luật vào chương trình năm 2024 cho ý kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7, tức là lùi một kỳ so với đề nghị của Chính phủ. 2. Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và thông qua tại kỳ họp thứ 8 đối với 9 dự án luật, bao gồm 1. Luật Công chứng sửa đổi, 2. Luật Công đoàn sửa đổi, 3. Luật Di sản văn hóa sửa đổi, 4. Luật Địa chất và khoáng sản, 5. Luật Phòng không nhân dân, 6. Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, 7. Luật Tư pháp người chưa thành niên, 8. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược và 9. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật như tiến độ do các cơ quan đề xuất. 3. Trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 đối với 2 dự án luật bao gồm 1. Luật chuyển đổi giới tính và 2. Luật việc làm sửa đổi. Đối với dự án luật chuyển đổi giới tính, đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí đề nghị đưa vào chương trình năm 2024. Ý kiến của Chính phủ, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội đều tán thành với sự cần thiết ban hành luật để thực hiện điều 37 của Bộ luật dân sự. Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy hồ sơ đề nghị xây dựng luật cơ bản bảo đảm yêu cầu theo quy định luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, nhất trí trình Quốc hội xem xét quyết định đưa dự án luật vào chương trình năm 2024.
đồng thời thống nhất với đại biểu Quốc hội điều chỉnh thời gian trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9 để có thêm thời gian nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng soạn thảo của dự án luật. Đối với dự án luật dân số sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy ý kiến thẩm tra tuy đều nhất trí sự cần thiết ban hành nhưng còn nêu nhiều vấn đề, nhất là các chính sách, giải pháp xử lý cần được tiếp tục nghiên cứu làm rõ. Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến thẩm tra, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định bổ sung của chương trình năm 2004. Như vậy, nếu được Quốc hội thông qua, chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2003, năm 2004 sẽ có số lượng dự án như sau. Thứ nhất, về dự kiến chương trình năm 2003, tại kỳ họp thứ 5, tháng 5 năm 2003, tức là kỳ họp này, thông qua 8 luật, trong đó 6 luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 4 và 3 nghị quyết và cho ý kiến 9 luật. Tại kỳ họp thứ 6 và tháng 10 năm 2003, thông qua 9 luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 5 và cho ý kiến 8 dự án luật. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và thông qua một pháp lệnh. Thứ hai, về dự kiến chương trình năm 2004, tại kỳ họp thứ 7, tháng 5 năm 2004, thông qua 9 luật, trong đó 8 luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 6 và một nghị quyết cho ý kiến 9 luật. Tại kỳ họp thứ 8 và tháng 10 năm 2004, thông qua 9 luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến 2 luật. Ba lớn, ngoài các nội dung nêu trên, tại tờ trình đầy đủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị một số giải pháp, biện pháp cụ thể, đề nghị Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Chính phủ, Tòa án dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan tổ chức hữu quan tập trung chỉ đạo và quyết liệt triển khai thực hiện để phát huy các kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục các hạn chế, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh, bám sát và thực hiện nghiêm túc kết luận số 19 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các yêu cầu cho các văn kiện nghị quyết kết luận của Đảng, gắn kết chặt chẽ quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng pháp luật với việc hoàn thành các nhiệm vụ lập pháp được giao, không ngừng nâng cao chất lượng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của các dự án luật dự thảo nghị quyết trình Quốc hội, đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Bốn lớn, về một số vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận cho ý kiến. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trân trọng đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận cho ý kiến về một số vấn đề sau đây. Thứ nhất, đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng luật pháp lệnh từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 đến nay, bao gồm kết quả đạt được, tồn tại hạn chế, nguyên nhân. Thứ hai, cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh chương trình năm 2003, dự kiến chương trình năm 2004. Thứ ba là về các biện pháp bảo đảm thực hiện chương trình. Và thứ tư là các vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Trên đây là tờ trình tóm tắt về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2004, điều chỉnh chương trình năm 2003. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét quyết định. Xin trân trọng cảm ơn.